Rõ ràng là với tình hình tiêu thụ điện năng tăng cao kỷ lục như vậy, thì không chỉ bài toán tiết kiệm điện được đặt ra, mà nhu cầu khai thác các nguồn năng lượng tái tạo càng trở nên cần thiết hơn. Cụm nhà máy điện mặt trời PIM lớn nhất khu vực Đông Nam Á tại huyện Thuận Nam và tổ hợp năng lượng tái tạo Trung Nam giai đoạn 1 đầu tiên và lớn nhất Việt Nam đến thời điểm hiện tại tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận vừa được khánh thành đưa vào hoạt động. Tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, cụm nhà máy điện mặt trời PIM lắp đặt hơn 1 triệu tấm pin năng lượng mặt trời, dự kiến sản xuất điện khoảng 600 triệu kWh một năm, phục vụ cho 200.000 hộ gia đình mỗi năm và góp phần giảm khoảng 300.000 tấn khí carbon dioxide thải ra môi trường mỗi năm. Tổ hợp năng lượng tái tạo Trung Nam giai đoạn 1 tại xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc cũng đã được khánh thành. Tổ hợp năng lượng tái tạo điện mặt trời và điện gió giai đoạn 1 có vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng, tổng công suất gần 500 MW. Sản lượng điện dự kiến phát từ 950 đến 1 tỷ kWh một năm.